Bây giờ chúng ta biết tự tánh thanh tịnh tâm chính là bổn tánh của chúng ta. Trong bổn tánh không có vật chất, không có tinh thần, cũng không có hiện tượng tự nhiên. Đây chính là giới hạn của khoa học và triết học. Đến cửa ải sau cùng nó không có cách đột phá. Cửa ải cuối cùng phải cần Phật pháp. Phật dạy chúng ta đột phá như thế nào? Duy chứng phương tri. Chỉ có chứng mới biết được. Chứng ra sao? Buông bỏ. Buông bỏ khởi tâm động niệm, buông bỏ phân biệt chấp trước, quý vị sẽ thấy được. Chỉ cần buông bỏ thì lập tức nhìn thấy. Đây là Đức Thế Tôn biểu hiện cho chúng ta. Ngài nhập định dưới cây Bồ Đề, khi buông bỏ liền nhìn thấy. Ngài Huệ Năng biểu hiện cũng là buông bỏ nên Ngài thấy được. Đức Thế Tôn khi đã buông bỏ và thuyết ra bộ kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, nói tường tận cảnh giới sau khi buông bỏ. Ngài Huệ Năng buông cả, lượt nói ra 5 câu. Đạo lý này chúng ta nhất định phải hiểu. Triển khai 5 câu của Ngài Huệ Năng chính là kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm thu gọn lại chính là 5 câu này, là một không phải hai. Đều là báo cáo về việc minh tâm kiên tánh. Đây mới gọi là thật tướng các pháp, chân tướng của tất cả pháp. Buông bỏ liền rõ ràng thấu triệt. Công phu tu hành trong Phật pháp, bí quyết chính là đây. Người thật sự dụng công, nghĩa là biết cách vận dụng phương pháp này, nhìn thấy là hiểu rõ, sau khi hiểu rõ liền buông bỏ. Buông bỏ giúp ta càng nhìn thấu. Từ sơ phát tâm đến Như Lai địa, do hai phương pháp này hỗ tương mà thành tựu. Nhìn thấu giúp ta buông bỏ, buông bỏ càng giúp ta nhìn thấu, cho đến đạt được cứu cánh viên mãn. Đây là Chương Gia Đại Sư dạy tôi trong lần gặp đầu tiên. Sở dĩ phàm phu không thể thành tựu, nhân tố chủ yếu là tình chấp quá nặng. Danh văn lợi dưỡng còn dễ buông, tình chấp thì rất khó. Điều này có thể hại chết người. Tất cả những người tu hành không thể thành tựu là đều do nó hại. Không biết tình chấp là giả, không buông bỏ tình chấp, chắc chắn không giải quyết được vấn đề. Quý vị yêu thương người thân mình, sau khi chết đi, mỗi người nghiệp lực không giống nhau, đều phân tán. Quý vị đến đâu để tìm? Tất cả đều là không, tự mình đang chịu tội. Thật sự hiểu được đạo lý này, tôi yêu người thân của tôi phải giúp họ thành tựu họ, để họ ly khổ đắc lạc đến thế giới cực lạc. Quý vị đến thế giới cực lạc, bất luận họ ở trong đường nào, chúng ta đều biết, đều có thể tiếp xúc trực tiếp với họ. Họ gặp khó khăn, quý vị mới giúp được. Như vậy mới thật sự gọi là yêu thương họ. Trong tình không chấp thì được, có chấp thì rất phiền toái. Cho nên hiểu rõ minh bạch điều này mới có thể cứu gia thân quyến thuộc của mình.
Đa Phật. Nam mô A Di Đà 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 Phật. Thank you.
Yeah.